Cũng vậy, năm ba la mật đa tuy có các phẩm loại khác nhau nhưng đều thuộc vào bát nhã ba la mật đa, đều dựa vào bát nhã ba la mật đa mà tu thành tựu, đều nhập vào bát nhã ba la mật đa, không thể tạo ra danh tánh khác nhau. Lại nữa, các ba la mật đa như bố thí vân vân nương vào bát nhã ba la mật đa mới được nhập vào trí nhất thiết trí, mới được gọi là đến bờ bên kia. Do đó sáu pháp ba la mật đa đều đồng một vị, tánh không sai khác, không thể bày ra. Đây là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Vì sao sáu pháp ba la mật đa đều cùng hướng đến trí nhất thiết trí, đều đến bờ kia, tánh không sai khác? Vì lý do này sáu pháp như bố thí vân vân không thể bày ra là có danh tánh khác nhau. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu theo thật nghĩa thì ba la mật đa và tất cả các pháp đều không có đây kia hơn kém khác nhau, vì sao lại nói đối với năm ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng? Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, nếu theo thật nghĩa thì ba la mật đa và tất cả các pháp đều không có đây kia hơn kém khác nhau, chỉ y theo thế tục mà nói tác dụng, nói có đây kia hơn kém khác nhau, bày ra bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là vì muốn độ thoát các loại hữu tình ra khỏi tác dụng thế tục và sanh lão bệnh tử. Nhưng sanh lão bệnh tử của hữu tình đều chẳng thật có, chỉ là giả tạo. Vì sao? Do hữu tình là không nên biết các pháp cũng vô sở hữu. Bát nhã ba la mật đa sâu xa thông đạt tất cả các pháp đều vô sở hữu, có thể vớt hữu tình ra khỏi tác dụng thế tục và sanh lão bệnh tử. Vì vậy nói đối với năm ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Thiện hiện nên biết, giống như so với phái nữ của loài người, báu nữ của vua chuyển luân là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Cũng vậy, đối với bố thí ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao ngài thường ca ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa so với các ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng? Phật bảo thiện hiện: do bát nhã ba la mật đa này dùng vô sở đắc làm phương tiện, có thể nắm giữ tất cả pháp lành, hòa hợp nhập vào trí nhất thiết trí, an trụ bất động, nên ta hằng thường ca ngợi bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bát nhã ba la mật đa sâu xa có thủ xả đối với các thiện pháp không? Phật dạy: không. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đều không có thủ hoặc xả đối với các pháp. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều không thể nắm giữ, giữ và không thể xả bỏ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bát nhã ba la mật đa sâu xa không thủ không xả đối với những pháp gì? Phật bảo thiện hiện: bát nhã ba la mật đa không thủ không xả đối với sắc, không thủ không xả đối với thọ tưởng hành thức, không thủ không xả đối với nhãn xứ cho đến ý xứ, không thủ không xả đối với sắc xứ cho đến pháp xứ, không thủ không xả đối với nhãn giới cho đến ý giới, không thủ không xả đối với sắc giới cho đến pháp giới, không thủ không xả đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không thủ không xả đối với nhãn xúc cho đến ý xúc, không thủ không xả đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không thủ không xả đối với địa giới cho đến thức giới, không thủ không xả đối với nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không thủ không xả đối với vô minh cho đến lão tử, không thủ không xả đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không thủ không xả đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không thủ không xả đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, không thủ không xả đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, không thủ không xả đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo,
không thủ không xả đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thủ không xả đối với tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, không thủ không xả đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không thủ không xả đối với tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không thủ không xả đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không thủ không xả đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, không thủ không xả đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thủ không xả đối với 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không thủ không xả đối với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không thủ không xả đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không thủ không xả đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không thủ không xả đối với quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không thủ không xả đối với tất cả hạnh đại bồ tát, không thủ không xả đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa không thủ không xả đối với sắc cho đến không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí? Phật bảo thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không tư duy về sắc, cho nên không thủ không xả đối với sắc, cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, nên không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa không tư duy về sắc, cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí? Phật bảo thiện hiện. Do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tư duy tất cả tướng của sắc, cũng không tư duy tất cả sở duyên của sắc, cho nên không tư duy về sắc, cho đến không tư duy tất cả về tướng của trí nhất thiết trí, cũng không tư duy về tất cả sở duyên của trí nhất thiết trí, cho nên không tư duy về trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, thì làm sao để phát triển các căn lành đã trồng? Nếu không làm phát triển các căn lành đã trồng, thì làm sao viên mãn Ba La Mật Đa? Nếu không viên mãn Ba La Mật Đa, thì làm sao chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu? Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát liền có thể phát triển căn lành đã gieo trồng. Do căn lành đã trồng được phát triển, nên liền có thể viên mãn Ba La Mật Đa. Nhờ Ba La Mật Đa được viên mãn, nên liền có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Vì sao? Này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, mới có thể tu tập trọn vẹn các hạnh của Đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao Đại Bồ Tát phải không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí mới có thể tu tập đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện, nếu các Đại Bồ Tát tư duy về sắc cho đến tư duy về trí nhất thiết trí thì có sở đắc. Do có sở đắc nên họ liền đắm trước dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đắm trước dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì không thể tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và không thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí thì liền được vô sở đắc. Do vô sở đắc nên họ không đắm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu không đắm dục giới, sắc giới, vô sắc giới mới có thể tu tập đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào muốn tu hành đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát, muốn mau chứng đắc sở cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên tư duy chấp trước các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì phải trụ nơi nào? Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì không nên trụ vào sắc cho đến không nên trụ vào trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao Đại Bồ Tát siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì không nên trụ vào sắc cho đến không nên trụ vào trí nhất thiết trí? Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do không chấp trước đối với tất cả các pháp, nên không được trụ vào sắc cho đến không được trụ vào trí nhất thiết trí.
Vì sao thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát không thấy có pháp nào mà họ có thể phát sanh chấp trước và an trụ trong đó. Thiện hiện Đại Bồ Tát này dùng sự không chấp trước và không an trụ làm phương tiện để siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, nếu có thể không chấp trước vật gì, không an trụ vào đâu và siêng năng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi có thể không chấp trước vật gì để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, và tôi có thể không chấp trước vật gì